Rồi, hello anh em. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2023. Đó, thì hôm nay thì em cũng về được một ít hàng. Đó, ít hàng than nha. Đó, thì mấy con này thì đa số là trung chim, dài đòn, cao cầu. Đó, mẫu hót hết nha anh em. Đó, thì em về được ở đây thì có một chục con này nè. Đó, thì em ra lồng hết luôn. Đó, thì mấy cái mẫu này thì em bắt theo cái mỗi mẫu mà anh em hay kiếm nè. Đánh đuôi nè, xiên khè nè. Đó, xiên khè, xiên quýt nè. Đó, thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em ấy. Đa số thì mấy con này thì nè, anh em thấy không? Nãy giờ anh em nghe nè, quýt khè liên tục luôn á. Đó, thì bây giờ thì em sẽ quay này con này. Đó, em thấy đã rồi không? Quýt nè. Đó, rồi thì để lát em sẽ quay kỹ từng con để cho anh em dễ lựa nha anh em. Đó, thì mấy con này thì chim bổi chưa ăn cám, đang còn ăn sâu với dế nha. Con này nó quýt liên tục luôn rồi. Đó, thì mấy con này thì đang còn ăn sâu với dế chưa ăn cám nha. Về thì anh em nhớ tập cám nha anh em. Đó, bây giờ thì em sẽ quay từng con cho anh em dễ lựa. Rồi, em lên con đầu tiên, con lồng số 1 nha. Đây, con này nãy giờ em nói anh em à, quýt khè nè, được không? Đó, con này thì cao cầu, dài đòn, đuôi xuyên giật nè. Đây là lồng số 1 nha. Lồng số 1 nha anh em. Đó, anh em thấy đã ghê không? Mấy con khúc đằng kia nó cũng quá trời luôn. Đó, rồi con số 1 nha anh em. Rồi tiếp tục thì em qua cho anh em con tiếp theo. Đây là con lồng số 2 nha. Lồng số 2, con này thì cao cầu, dài đòn, ôm lông. Đó, mấy con này thì chuẩn bị nó, mấy con này là lông mới hoàn toàn hết nha anh em. Họng nó bắt đầu nó đen rồi. Đó, về anh em chăm tập cám là nó hót liền rồi nha anh em. Đó, rất là nhanh hót luôn. Tại vì mấy cái này thì theo em á. Đó, thì em lấy ra mẫu hót anh em. Đó, nên anh em về mấy cái dạng này thì để cho anh em mới tập chơi á, anh em nuôi á. Đó, nuôi trải nghiệm. Hoặc là anh em nuôi mà kiểu giống như mà nuôi ở nhà mà để nghe hót rồi chơi á. Đó, rồi con này là con lồng số 2 nha anh em. Lồng số 2 nha. Đó, đây lồng số 2 nha. Rồi tiếp tục thì em qua con này là con lồng số 3. Đây con lồng số 3 nha anh em. Mấy con 7, 8, 9 nó hót, nó quýt quá trời luôn. Để đó em quay nha. Đây là con lồng số 3 anh em. Đây, đây con này thì cũng cao cầu nè, dài đòn anh em. Ở đa số thì mấy con này thì nó như nhau hết. Đó, đây lồng số 3 nha. Rồi tiếp tục thì em qua cho anh em con lồng số 4. Đây con lồng số 4 nha. Đó, thì anh em xem anh em thích con nào thì em có báo số trên đó hết á. Anh em cứ báo em thì em sẽ bắt đúng cái số đó em gửi cho anh em. Còn riêng mà anh em ví dụ như anh em bắt hàng của bên em đúng không, bắt mấy hàng bổi về mà nó nhanh, nó lâu hót á, nó chậm hót á, hay là anh em không thích cái giọng nó thì anh em cứ mang ra em đổi cho anh em thoải mái nha. Đó, đừng có mang chim bị lỗi hay cái gì đó thôi. Đó, bị lỗi thì em sẽ vẫn cho anh em đổi nhưng mà em tính cái giá khác. Đó, rồi con này là lồng số 4 nha. Rồi tiếp tục thì hôm qua tiếp cho anh em con này là con lồng số 5 nha anh em. Đây lồng số 5. Rồi, con số 4 nó khè đi nè. Con số 4 là con bên phải, con số 5 là con bên trái màn hình anh em á. Đó, con này là con lồng số 5 bên trái nha, còn bên phải là số 4 nha anh em. Đó, rồi tiếp tục thì em qua con lồng số 6 cho anh em nha. Đây lồng số 6 nha anh em. Đó, từ mấy con này thì đa số thì họng nó bắt đầu đen hết rồi. Đó, nó chuẩn bị nó có lửa rồi, về anh em chăm cám vô là bao anh em là hót liền luôn nha. Đó, đây là lồng số 6 nha anh em. Đó, rồi tiếp tục thì em qua cho anh em con tiếp theo. Đây là con lồng số 7 nha. Lồng số 7 đây. Con này thì bản đuôi to nè. Đó, mấy con này thì tất cả thì móng mắt mỏ đầy đủ hết nha anh em, không tật lỗi gì hết nha. Đó, con này là lồng số 7 nha. Rồi tiếp theo em qua tiếp cho anh em con này là con lồng số 6. Ủa, con này là con lồng số 8, sorry, lồng số 8 nha anh em. Con này khoảng đuôi to nè.
Đó. Rồi tiếp tục hiện qua cho anh em con này là con lồng số 9. Lồng số 9 nha nè, con số 8 nó mới khè. Con số 8 là bên phải màn hình đó nè, còn con số 9 là bên trái nha. Đó, con số 9 thì ôm lồng, con số 8 nó khè nè. Rồi con số 9 nha, con số 9 là bên trái, con số 8 là bên phải nha. Đó. Rồi con này là lồng số 10 nha anh em, lồng số 10 nha. Con số 5, con số 4 nó cũng khè rất là dữ anh em. Đây nè. Đó. Rồi, ok anh em. Thì em có báo từng số hết rồi đó. Anh em xem anh em thích số mấy thì anh em cứ báo em. Còn nếu mà anh em nào mà coi cái số nó không rõ, xem con chim của cái số đó không rõ thì anh em cứ báo em. Đó thì em sẽ quay kỹ lại em gửi qua Zalo cho anh em nha. Đó. Đây con số 7 nó xè rất là đẹp anh em. Con số 7 nó nhảy, mỗi lần nó nhảy nó bung đuôi nè. Đó. Rồi thì mấy con này em bán đồng giá hết cho anh em luôn là 250, 250 một con nha anh em. Chim còn đang ăn sâu với dế. Đó, đang còn ăn sâu với dế nha. Về thì anh em nhớ tập cám nha anh em. Rồi, ok thì tiếp tục thì em sẽ qua đi mấy cái dòng khác nữa cho anh em. Rồi, ok thì tiếp tục thì em sẽ qua mấy cái dòng khác cho anh em nha. Hiện tại thì chim ở tiệm của tụi em á. Đó thì em bài ra hết luôn nè. Đó. Anh em thấy không? Đó. Bài ra hết luôn. Để cho anh em qua anh em xem anh em dễ lựa. Đó, anh em thích con nào anh em chỉ em báo giá con đó. Đó. Rồi thì bây giờ thì em sẽ quay mấy con ok nha. Đó thì đầu tiên thì em sẽ lên mấy cái dòng mà chim mà ít ở tiệm trước đi. Thì ở đây thì em còn một con hút mật. Đó, một con hút mật nha anh em. Đó, con này con nái. Đó thì con này em bán cho anh em 100.000 nha, 100.000 nha. Đó, rồi tiếp tục thì ở đây thì đất nha anh em, đất thuộc thì đa số thì em có đất thuộc. Đó, đất bổi thì em bán 120, còn đất thuộc thì giá dao động tầm khoảng 700. Đó, 700 cho tới 1.8 triệu có hết đầy đủ nha. Đó thì hàng 700 á thì hàng đất 700 á thì như thế nào? Hàng đất 700 thì là hàng đất thuộc như chim con nuôi lên nha anh em. Chim con đa số là chim con nuôi lên hết anh em. Đó, nhưng mà cái thứ nhất là nó tắm anh em, nhưng mà nó tắm chậm nha, chứ tắm thì em vẫn bao tắm, nhưng mà tắm chậm nha. Đó, tắm chậm, hót là hót rồi nha anh em. Đó, tắm là tắm chậm nhưng mà hót thì lại hót rồi. Đó thì không tật lỗi gì hết nha. Tật lỗi thì em bao cho anh em luôn. Đây nè, giống như con này. Đó, con này là 700 nè anh em. Đó, tắm là tắm rồi nhưng mà tắm chậm. Giá 700 là tắm chậm nha. Còn hàng tầm khoảng 1 triệu cho tới 1.5 triệu trở lên là tắm nhanh. Đó thì hót hét đồ là ok hết. Không tật lỗi gì hết nha. Đó, tật lỗi thì em bao cho anh em. Đó thì 700 cho tới 1.8 triệu là anh em đã có một con đất chơi rồi nha. Còn riêng lòng thì nó có nhiều giá lắm. 250, 350, 450, triệu mấy, 2 triệu rồi có hết đầy đủ. Đó là cái dòng đất. Còn khuyên ở đây thì hiện tại thì em còn đa số là khuyên mùa không nha anh em. Không có khuyên bổi. Khuyên mùa thì tại vì mấy con này nó mới vừa xong lông á anh em, lửa củi thì nó cũng chưa có. Đó thì anh em về, anh em mua về anh em chăm kiểu chăm lông á. Đó. Chăm lông, anh em nào mà thích chăm lông theo cái ý của mình á thì anh em bắt nha. Đó thì khuyên thì giá dao động tầm khoảng 800. Đó, khuyên mùa hết nha anh em, hai mùa không nha. Đó, tầm khoảng 800 cho tới 2 triệu là có nha anh em. Đó, khuyên. Rồi, tiếp tục thì em sẽ qua thêm mấy cái dòng khác nữa cho anh em nha. Ở đây thì khú anh em. À anh em, nhiều anh em hỏi con 2 triệu là như thế nào thì giống như vậy nè. Đó, 1.8 triệu, 2 triệu là giống vậy nè. Đó, chim con nuôi lên nha, 2-3 mùa rồi. Hót hét là ok, chim rất là dạng luôn. Đó. Tắm táp là ok luôn. Đó thì giống như vậy là 1.8 triệu cho tới 2 triệu. Rồi thì ở đây thì em cũng còn hai con khú mái bộ cực kỳ to nha. Đó, anh em về anh em kích trống. Đó, anh em kích trống là hai con này nói chung thì
con này nè với con này nè, đó kích trống thì khỏi phải bàn luôn đó. Còn anh em ghép đẻ cũng được tại vì bộ nó rất là to đó. Thì hai con này thì em bán cho anh em là 1 triệu một con nha anh em đó. Anh em mua về anh em kích trống cũng ok, ghép đẻ cũng ok luôn nha đó. Rồi hiện tại ở đây thì em cũng còn một con hanh tước đây. Con này thì cám cứng rồi nha anh em, cám cứng hót hót rồi luôn nha đó. Thì con này em bán cho anh em là 400.000 nha anh em, 400.000. con này cho nó dạng lắm. Ở đây thì em vừa tập cám em vừa dạng nè anh em, thấy không, nó dạng kinh khủng luôn đó. Đó, rồi 400.000 nha, 400.000 nha anh em. Rồi tiếp tục thì em sẽ qua thêm cho anh em lửa đi nha, lửa với than thuộc. Thì than thuộc thì hiện tại thì em chỉ còn than con thôi, than con nuôi lên nhưng mà nó đang trổ lông, đây giống như con này nè, nó đang nó còn ở chim chuyền, nó đang ra chim dạ đó. Rồi em lên lửa trước đi ha, đây lửa này là lửa bổi nha anh em, con này lửa bổi nhưng mà con này là con mái bộ siêu mini siêu xẻ, con này kích trống là cực kỳ hay đó. Chim bổi á nha anh em, mà nó kích trống rất là hay luôn á đó. Đó nhưng mà con này thì nó bị một cái móng biên, cái chân ở bên trái của nó không có bám cầu, nó hơi dở xíu nè anh em, thấy không đó. Với lại cái móng sau của nó bị sưng này. Thì cái này thì anh em về anh em nhiều anh chỉ em lấy cái lá bìm bịp á anh em, mấy cái lá bìm bịp á rải ở dưới á, rải ở dưới á cho nó nhảy lên nhảy xuống á là nó hết rồi nha. Đó thì về anh em bắt con này thì anh em về thử. Đó con này thì bộ siêu mini siêu nhỏ, kích trống là cực kỳ hay luôn nha. Đó kích trống là cực kỳ hay luôn nha anh em. Đó thì con này chim bổi chưa ăn cám nha. Đó thì em cũng có kẹp mấy con bổi mấy con thuộc nó kích hay lắm. Đó. Rồi, ok thì con này là 150 nha anh em, 150 nha. Rồi, em hôm qua thì em thợ của em nó bắt được một con lửa. Con lửa này là lửa mép. Lửa này là lửa mép thì đuôi nó tầm khoảng 17, 16, 17 gì đó anh em không có đo chính xác. Nhưng mà con lửa này lửa mép nha. Đó tướng cũng rất là đẹp luôn, bộ xẻ nè, bản đuôi cũng hơi to. Đó con này còn mép luôn nha anh em. Đó thì con này em bán cho anh em là 300.000 nha. 300.000. 300.000 nha, chim chưa ăn cám nha. Tại vì con này thì mới bắt ngày hôm qua em cũng chưa có test là nó được nuôi hay chưa, test cám hay chưa thì em cũng chưa test luôn. Em bán giá như giống như chim bổi luôn. Đó. Lửa mép nha, 300.000. Đó. Rồi. Em qua tiếp cho anh em một con lửa đuôi 20. Con này là bước qua mùa hai mùa hơn rồi anh em, hai mùa hơn rồi. Đuôi tôm lụa nha. Đó, tôm lụa rất là đẹp luôn. Thì con này á, thì anh khách ảnh bắt là ảnh bắt tại vàng, ảnh bắt là vàng ngoài cội á anh em, đi giật cội á, đi giật vàng á thì ảnh bắt là 3,5 triệu, 3,5 triệu. Nhưng mà dạo gần đây thì do thời gian của ảnh ảnh có bận việc gia đình á, đó là ảnh chăm á không có được kỹ cho lắm, thì lông của nó không có được mượt mà đó, nên ảnh thanh lý lại cho em. Nó thì con này em bán cho anh em là 1,7 triệu nha, 1,7 triệu nha anh em, đuôi 20 nha anh em. Đó, anh nói là con này anh bắt tại vàng, tại vì anh này anh khách quen của em anh em, chứ không phải khách lạ mà nhiều, chứ không phải khách lạ mà nói cái em tin tiền đâu. Khách anh này anh mua quen, anh mua của em rất là nhiều, với lại anh mua hàng cũng giá trị lắm, tầm khoảng 4-5 triệu trở lên không à. Đó thì anh nói con này thì anh mua tại vàng. Đó, con này thì chơi rất là đẹp luôn đó, nhưng mà do công việc gia đình đó nên anh không có thời gian anh chăm, nên anh bán lại cho em. Đó thì con này em bán là 1,7 triệu nha anh em. Chim nó ăn cám rồi nha. Đó, ăn cám rồi, hai mùa hơn rồi nha. Đó, hót. Nó hót có hay lắm, đánh đuôi rồi sàn cầu lắm, nhưng mà hiện tại thì anh chăm nó lửa nó không có ok đó anh em, nên lông nè anh em nhìn thấy không? Đó. Một con chim mà khi anh em mà không có thời gian anh em chăm á, anh em tắm á thì nó không có thời gian tắm thì lông nó bắt đầu nó xấu lắm. Đó, thì hiện tại ở đây thì em còn một ít chim đó em sẽ quay cho anh em. Thì à, quên nữa, thì dạo gần đây cái hút mật 5 màu thì nó đang hot rất là nhiều. Hôm nay em nhiều anh em bỏ đất, anh em không chơi đất nữa. Thì
cũng khá là buồn, tại vì đất thì hồi xưa giờ nó rất là lâu rồi, còn hút mật thì chỉ nó mới dạo gần đây thôi. Có nhiều anh em, hôm nay anh em nhiều anh em qua bán đất bán chim đất cho anh em rất là nhiều luôn đó. Thì ở đây thì em sẵn cái tiện em nói luôn, thì nếu mà anh em nào mà không có chơi chim nữa hoặc là chán muốn đổi qua dòng khác á, thì anh em cứ qua bên em, ở bên em có thu đồ hết luôn nha đó, thanh lý đồ hết, số lượng bao nhiêu tụi em cũng thu đó. Nói chung là anh em cứ báo cho em thì chim như thế nào, thai lông như thế nào á, thì em sẽ thu hết nha, bao nhiêu tụi em cũng thu hết đó. Rồi ok, thì để em coi còn con nào em quay em gửi cho anh em nha. À đây, thì mấy con này, con này thì hôm trước thì em có đăng rồi, thì bây giờ em sẽ nói sơ qua. Con này là con lửa mái nha anh em, lửa mái đuôi 21,5, đuôi tôm lụa nha. Đó, con này anh em thấy không, con này đuôi 21,5 nha anh em, đuôi 21,5. Thì hôm trước thì anh Long á, anh có lên clip cho anh em á, thì cũng có nhiều anh em, thì con này thì chắc nhiều anh em biết á. Con này thì em khi em đăng lên á, thì anh đó ảnh vô ảnh nhận là chim của ảnh, thì ảnh có xin chuột lại thì em vẫn ok, em đồng ý đó. Nhưng mà em chuột lại thì cái với cái giá em lấy bao nhiêu thì em cho ảnh chuột lại bao nhiêu thôi đó, thì ảnh không chịu, ảnh đòi phải ra đúng cái giá, như đúng với cái giá mà ảnh đề ra đó. Thì ảnh đề ra thì cái giá rất là thấp, chứ là em lỗ cũng rất là nhiều đó. Thì em nói thôi anh cứ lên tiệm đi đó, xem rồi anh em mình hỗ trợ cho nhau. Thì anh không lên, anh chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi, anh chỉ nói xác nhận, anh nói xác nhận 100% là con chim của ảnh đó. Thì ảnh tự ra giá ảnh chuột luôn, tại vì con này em mua với cái giá rất là cao mà tự nhiên ảnh đưa ra cái giá ảnh chuột. Ảnh nói nếu mà không cho chuột á thì anh sẽ phốt, tại vì con chim thì em mới nói với ảnh á, thì anh cứ phốt em cũng chả có quan tâm gì hết, tại vì cái này em bỏ tiền ra mua chứ không phải hàng ăn cắp ăn trộm gì hết, nên em không sợ. Thì anh cứ phốt xong cái ảnh lên một cái trang mạng xã hội khác, thì ảnh có nói nhưng mà ảnh không có nhắc tiệm em đó. Thì nhiều anh em vô anh em bình luận đó, bình luận con này là của anh này nhưng mà chưa chắc không phải biết là phải con của anh này không, tại vì em kêu lên coi tiệm đi, coi chim đi đó, thì ảnh không lên đó. Thì ảnh lại đăng lên lên cái trang mạng xã hội khác, ảnh đăng bài đó, ảnh nói này ảnh nói kia đó. Thì em sẽ xong cái mấy ngày hôm sau ảnh gọi lại thì ảnh nâng cái mức giá chuột lại nữa, thì bên em từ chối thẳng, anh nói là thôi giờ anh chuột hay không chuột thì không quan trọng, tại vì cái này em mua chứ không phải hàng em trộm ăn cắp, nên em cũng không có sợ gì hết đó. Thì anh nói là anh có nói là thôi để anh nâng cái giá lên, thì bên em cũng không đồng ý. Thì hiện tại thì lúc trước thì em bán con này là 118 triệu nha, cũng có nhiều anh em trả em là 70-75 nào, rất là nhiều luôn đó, 70-75. Thì hôm nay thì em đăng con này thì lần cuối cùng, con này em bán hết mức cho anh em luôn là 80 triệu nha anh em, hết mức có thể của em luôn rồi đó, 80 triệu đó. Thì anh em nào mà thích đó, thì anh em liên hệ với em nha, qua tiệm coi trực tiếp, người thật việc thật đồ đàng hoàng. Còn mà mấy cái chuyện mà giống như cái anh đó, ảnh đăng trên cái trang xã hội khác á, thì nó chưa có qua kiểm chứng, nên anh em đừng vội mà tin mấy cái lời đó nha. Tại vì lúc đầu á, ảnh gọi em á, thì ảnh nói chuyện khác, mỗi lần ảnh gọi là ảnh nói chuyện khác, ảnh cứ chê con chim này chim kia, mỗi lần gọi là mỗi chuyện khác. Điện thoại em còn ghi âm lại mấy cái cuộc gọi đó hết luôn đó. Nếu anh em không tin thì anh em cứ qua đây thì em sẽ mở mấy cái cuộc đó lên hết đó. Rồi ok, thì con này em bán hết giá luôn cho anh em luôn nha, là 80 triệu nha anh em, 80 triệu, đuôi 21,5, tôm lụa nha. Đó đây, còn nếu mà hôm nay mà lần cuối cùng em đăng nữa không được thì chắc em sẽ cho nó cái về trại của em ở dưới Long An
đó thì em ghép với con bông của em nè. Con bông của em thì nó bắt đầu thì nó thai lông cũng gần xong rồi đó, rồi em ghép luôn đó. Còn riêng cái anh đó mà giờ có ngọn ý chuột lại thì bên em từ chối nha đó. Em nói thẳng ở trên đây luôn, tại vì hôm nay anh em lên anh em bình luận anh em nói thì anh em cứ nghĩ là em là sai nên không thấy phản hồi lại, thì hôm nay thì sẵn đây thì em đăng lên luôn đó, đăng lên bán con này lần cuối cùng rồi, thì em đăng con này là lần cuối cùng nha đó, giá 80 triệu. Anh em nào mà thích thì anh em cứ qua tiệm em coi thoải mái nha đó. Thì nếu mà còn không được nữa thì em sẽ cho về trại, thì em để ghép với con bông này đó. Con này thì để em nói sẵn đây em nói luôn, con này thì lúc em bắt là chim mép nha đó, bông là bông rừng nha anh em, chim rừng nha. Con này là chim rừng, bao cho anh em 100% là chim rừng luôn. Ở nhiều anh em, nếu mà anh em nào qua tiệm em thì anh em cũng biết con này em bắt lúc chim rừng chưa ăn cám đâu luôn á, bắt từ rừng luôn, rồi rớt bẫy xuống thợ của em cái là nó em ấy đó, nó gọi em cái là em qua càng em bắt về liền luôn á đó. Đó chim rừng rồi, ok. Thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em gọi cho em, còn riêng nào anh em nào mà thắc mắc về cái vấn đề này thì anh em cứ gọi trực tiếp cho em nói hết nha đó. Rồi ok, thì em cũng cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em suốt thời gian qua. Nếu mà anh em xem á, nếu mà thấy mà không có nào mà hợp ý anh em không vừa tay thì anh em cứ bỏ qua giúp giùm cho em, tại vì mỗi người nó mỗi ý đó, nên em không thể nào mà em đáp ứng hết tất cả mọi người được. Thì anh em xem á đó, nếu mà ấy thì anh em xem cho vui thôi nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ em suốt thời gian qua, xin cảm ơn anh em và xin chào anh em.